Chào mừng quý vị và các bạn đang xem video trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, vấn nạn móc túi trộm cắp trên xe buýt vốn đã tồn tại từ lâu, gây nhức nhối dư luận. Mới đây, một vụ trộm với thủ đoạn tinh vi đã xảy ra trên tuyến xe buýt 22A. Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay sau đó, phụ xe buýt điển trai đã ra tay nghĩa hiệp giúp nạn nhân lấy lại tài sản. Vụ việc được đăng tải khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung Lái phụ xe tuyến 22A biển kiểm soát 29B-02713 của xí nghiệp buýt cầu bưu phát hiện cô gái lên xe tại điểm trung chuyển Long Biên bị móc điện thoại, lái xe đã thông báo cho cô gái này. Sau đó, phụ xe buýt đã nhảy xuống đuổi theo và tóm gọn được đối tượng móc túi, thu hồi điện thoại để trả cho bạn gái. Từ lúc nhận tin đến khi khống chế được đối tượng trong khoảng 3 phút, được biết, vụ việc xảy ra lúc 15 giờ ngày 12 tháng 3, khi chuyến xe buýt đến điểm trung chuyển Long Biên, quận Ba Đình. Người phụ xe dũng cảm trong đoạn clip là anh anh Nguyễn Văn Tùng, 31 tuổi, còn tài xế là ông Trần Thái Tuân, 50 tuổi. Nữ hành khách được anh Tùng và anh Tuân giúp đỡ là sinh viên năm 3 của Đại học Luật Hà Nội. Sau khi lấy lại được điện thoại, cô gái đã lên cảm ơn tài xế và phụ xe. Đại diện xí nghiệp xe buýt cầu bương cho biết vụ việc xảy ra, nhưng tài xế và phụ xe đều không báo cáo vì cho rằng đây là việc làm bình thường. Ngày 15 tháng 3, giáo đốc xí nghiệp đã tuyên dương khen thưởng sau, khích lệ tài xế và phụ xe mỗi người 500.000 đồng. Chứng kiến vụ việc trên các hành khách cũng như cộng đồng mạng đều không tiếc lời tán dương cho hành động đẹp của anh phụ xe. Và thưa quý vị, tình hình an ninh trật tự trên xe buýt vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập. Nạn móc túi sàm sỡ trên xe buýt đã tồn tại từ lâu, luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Đặc biệt, hành khách trên xe buýt chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người cao tuổi. Mặc dù đã vào cuộc xử lý, song vấn nạn này vẫn tồn tại gây nhức nhối dư luận. Cũng nhìn từ vụ việc trên rút ra được bài học, mỗi hành khách cũng nên tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình thưa quý vị hành động đẹp của tài xế và phụ xe cần được lan tỏa hơn nữa dù không phải là những hành động quá cao cả nhưng từ những việc làm nhỏ cũng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp văn minh hơn